Chính các người, chính các người đã bắt ta lên đây rồi bỏ ta vô đây. Rồi bây giờ các người lại nói gì vậy? Đừng nói nhiều nữa, chết đi con chó. Ôi, cái chỗ này là cái chỗ mà mình sẽ làm việc sắp tới hả? Ừ, đúng rồi đó, thôi mình đi vô đi bạn. Ê, nhìn ở đây nó âm u đáng sợ quá à. Thôi chắc không sao đâu. Con mấy thằng tiến sĩ nữa đó nữa kìa. Thôi, nói chung là bây giờ cứ đi vô đi. Mình chút sắp trễ giờ đi làm rồi đó. Đi 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 đi. Ok. Ê, chỗ này nhìn gì mà sao nhìn lạ quá vậy? Ừ, tôi chưa bao giờ thấy mấy cái này luôn á. Ơi, cô làm cái gì ở đây á hả? Tôi là bên dọn dẹp á. Nhân viên dọn dẹp. À, tôi hiểu rồi. Nhưng mà đây không phải nơi để mấy cô tái máy đâu. Phòng vệ sinh bên kia kìa. Nơi các cô cần cái công cụ để mà lau dọn á. Dạ, tôi biết rồi. Tôi biết rồi, đi lẹ lên coi. Dạ. Ôi, hình như là đúng ở đây hả? Chắc đúng rồi, đi vô thử. Ê, đúng rồi nè. Đúng rồi. Vậy lấy đi. Ủa, sao người ta che này lại ta? Làm gì vậy? Nãy cái ông kia không bảo là đừng có tò mò hay là làm nhìn gì hết rồi. Ui, người đâu? Bắt nó lại! Đừng xem nữa. Lo việc của mình đi. Thôi, bây giờ mình lo mình lấy đồ đi. Ok. Bây giờ chắc là cô đi khu A đi, tôi đi khu B cho. Ok. Vậy cẩn thận nha. Ok. Đã bắt được sinh vật đó chưa? Dạ, sinh vật đó đã đi bắt rồi ạ. Ồ, vậy thì tốt. Tốt lắm. Cái phòng này chắc cũng cần quét quá. Ủa, hình như có cái con gì ở bên trong thì phải. Ơi, hình như là có cái con gì nó đang cử động đúng không ta? Ê, con gì vậy? Con gì vậy? Ôi, cô làm gì ở đây vậy? Đây là khu vực cấm mà. Tôi không biết, tôi mới vừa lau dọn xong, tôi đâu có làm gì đâu. Ôi. Trời ơi, mình vừa mới thấy sinh vật gì vậy trời? Nhìn ghê quá à. Thôi để đi cất mấy cái này xong rồi đi về thôi. Không biết bạn mình đâu rồi. Ê, nó nghe nè. Hôm qua hình như em quét dọn ở trong kia, sao thấy cái con gì thấy ghê lắm vậy ơi. Con gì là con gì bà? Thôi, nói chung không là biết. Kệ đi. Thôi, nói chung là kệ đi, bây giờ mình vô làm đi. Sắp trễ giờ nữa rồi kìa. Trời ơi, nãy giờ. Ok. Ôi, hai cô lại tới làm việc nữa hả? Nhưng mà đừng có như hôm qua nha. Cấm không được tái máy động chân á. Hiểu chưa? Dạ. Rồi nhanh lên đi. Ôi, mình sẽ không vô đây được đâu. Mình sẽ không vô đây được đâu. Hình như là cái sinh vật hôm qua mình thấy phải không? Ơi, ủa nó nhảy xuống rồi. Ủa, nhưng mà không biết bạn nó có đói không ta? Nó nhảy xuống rồi. Đây có một miếng bánh. Bạn gì đó ơi, bạn có đói không? Lên đi ăn nè. Lên đây ăn đi, tôi không có làm hại bạn đâu. Lên đây ăn đi. Cái bánh hồi nãy của cô gái ấy cũng ngon đó chứ. Nhưng mà cô gái ấy là ai vậy nhỉ? Sao lại giúp mình? Trời ơi, Navi. Hả? Này, bà có vụ gì mà cười tấm tiểm gì ghê chui dữ vậy?
không có gì hết á, đi về thôi. Mày lạ lắm rồi nghe. Gì vậy? Ê Navi, à? Dạo gần đây tôi thấy bà cái tâm trạng như vui lắm nha. Mà đã vậy lúc nào cũng mang bánh trong người nữa. Ủa, tìm được anh nào hả? Tớ nhiều chuyện quá, đi làm việc đi. À! Ủa? Ủa gì vậy? Ê, cái gì vậy? Ra xem đi. Ra xem đi. Ai, cái con khốn sinh vật đó. Ủa? Chết đi. Ủa? Ngài bị ngài có sao không? Nó dám cắn vào tay ta. Vậy bây giờ mình phải xử lý làm sao hả thưa ngài? Để ta đi băng bó vết thương, rồi ta quay lại xử nó tiếp. Trời ơi, máu cái gì mà nhiều dữ vậy? Bạn gì đó ơi, lên ăn nữa nè, tôi đem bánh tới rồi nè. Hây, cô gái hôm qua lại đến, sao cô ta cứ đem bánh cho mình hoài vậy? Hồi nãy mình vừa cắn cái tên tiến sĩ ác độc đó, bây giờ không biết hắn có làm gì mình không nữa. Nhưng mà đây mình nghĩ là người tốt nên mình sẽ... Ê, cô gái kìa, sao bữa giờ cô cứ đem bánh cho tôi ăn hoài vậy? À, thì tại vì tôi thấy bạn tội nghiệp cho nên là tôi cho bạn bánh. Nhưng mà sao bạn bị nhốt ở đây vậy? Thì tại vì tôi bị mấy cái con người kia bắt. Bình thường thì tôi ở dưới nước, nhưng mà hôm đó tôi lỡ lơ là nên tụi nó bắt tôi. Đó, chuyện là như vậy đó. Ủa, vậy là cậu sống dưới nước hả? Đúng rồi. Ủa, nhưng mà nhìn cậu lạ quá à. Có gì đâu mà lạ. Nhưng mà ăn bánh đi. Bánh bữa giờ tôi đưa cậu ngon không? Bánh này là bánh gì mà ngon dữ vậy? Bánh tôi tự làm đó. À, dạ. Vậy tôi cảm ơn nha. Nhưng mà sao cậu... Còn quái vật đâu rồi? Tôi phải đi đây. Không biết cậu ấy có sao không nữa. Không biết tên tiến sĩ đó có làm hại gì bạn đó không. Trời ơi, đứng đợi nãy giờ này bà ơi, nhanh lên bà. Tôi ra liền. Hôm nay mình lại làm bánh cho cậu ấy. Chắc là cậu ấy thích lắm. Cậu ấy kìa. Ê, hôm nay tôi lại mang bánh cho cậu nè. Ôi, người cậu bị gì mà đầy vết thương vậy? Có sao không vậy? Tôi không sao. Cậu có sao không? Sao người tùm lum vết thương vậy? Tôi không sao đâu. Nhưng mà ai đã làm cậu ra đông nổi này thế? Không lẽ là những tên tiến sĩ đó sao? Cậu đó thiệt là độc ác mà. Con quái vật khốn khiếp. Hôm qua nó đã làm tao đau muốn chết đi được. Đêm qua tao đã cho mày chịu đựng rồi con. Đêm nay tao sẽ cho mày gấp đôi như vậy. Hôm qua chơi đủ hả? Mày đúng là cái đồ gì hôm. Đáng lẽ ra mày phải chết. Nhưng mà thôi, mày là vật thí nghiệm của tao nên tao phải để một lâu xíu. Người nói cái gì vậy? Chính các người đã bắt ta lên đây rồi bỏ ta vô đây. Rồi bây giờ các người lại nói gì vậy? Đừng nói nhiều nữa, chết đi con chó. Chết đi, đồ quái vật. Làm cái gì mà ác quá vậy trời. Không được. Chết đi. Phải giải cứu bạn ấy ra mới được. Không thể nào để bạn ấy ở đây lâu được, bạn ấy sẽ chết mất. Chết đi. Tra tấn vậy là đủ rồi. Bây giờ ta sẽ đi lên cấp trên để xử lý mày. Hắn đi rồi. Cô có sao không vậy? Sao cô gọi ở đây? Hắn ta đã di điện ta. Hắn ta đi rồi. Tao nói thật là ác độc đó. Hay là bây giờ để tớ cứu cậu ra nhá. Cái gì? Ra khỏi đây hả? Người tính cứu ta ra kiểu gì? Để tôi suy nghĩ. Tôi không biết cách nào, nhưng mà hồi nãy tôi có nghe hắn ta nói là ngày mai là hắn ta sẽ giết cậu hay làm hại cậu gì đó. Cái gì? Nói chung là mình không thể ở đây được. Giết ta hả? Nhưng mà bây giờ ta cũng sắp chết rồi. Hắn đã làm ta bị thương như vậy thì kiểu gì ta chả chết. Đi theo ngươi làm cái gì? Không, mình không thể nào ở đây được đâu. Bây giờ đi theo tôi đi. Đi theo ngươi? Đúng rồi. Có chắc đi. Không? Ta nghĩ ngoài kia là... có rất là nhiều tên tiến sĩ nó sẽ giết ta.
rồi đó, nó giết người luôn đó. Không sao, tôi làm ở đây cho nên tôi biết được đường nào đi. Đi, tôi nhanh lên. Nhanh lên, đi. Ngày mai chúng ta cần phải phẫu thuật cái con đó ra thưa ngài. Tại sao phải làm việc đó? Vì đây là sinh vật hiếm nên chúng ta cần phải thí nghiệm nó. Vậy ngươi có chắc là việc đó mang lại nhiều lợi nhuận cho ta không? Tôi đảm bảo thưa ngài, chỉ cần ngài để mọi việc cho tôi lo. Vậy được rồi, làm đi. Dạ vâng. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất, đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.